học phân tích A. À, điều học phân tích phần phân theo diệu pháp 5. Điều học phân theo 8 tâm thiện dục giới Cách thứ nhất 5. Điều học Điều học thứ nhất là tránh xa sự sát sanh Điều học thứ hai là tránh xa sự trộm cắp Điều học thứ ba là tránh xa sự tà dâm Điều học thứ tứ là tránh xa sự vọng ngữ Điều học thứ năm là tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí, sanh ra tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách ngăn, cách ngừa, sự chừa bỏ, sự dứt bỏ, không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự sát sanh thành người chừa bỏ sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự tránh xa sát sanh. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó sự tính, cách tính, thái độ tính vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với tư. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới sanh ra đồng sanh với hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự sát sanh thì xúc, cần, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới sanh ra đồng sanh với hỷ thọ, tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ tương ưng trí, đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó có cách ngăn, cách ngừa, sự chừa bỏ, sự dứt bỏ, cách không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá mức, vẫn hạn chế. Nguyên nhân của sự sát sanh thành người xa lìa sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sát sanh. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự tránh xa. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ, bất tương ưng trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thời trong khi đó vẫn có sự cố quyết, cách cố quyết, thái độ cố quyết. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh còn những pháp ngoài ra hiệp với tư. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà tránh xa sự sát sanh thì có xúc, chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Điều học tránh xa sự trộm cướp, điều học tránh xa sự tà dâm, điều học tránh xa sự vọng ngữ, điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say thì trong khi đó có cách ngăn cách ngừa, sự chừa bỏ, dứt bỏ, không làm, thái độ không làm, không vi phạm, không quá mức, vẫn hạn chế nguyên nhân của sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra hợp với sự tránh xa Điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí, tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say thì trong khi đó có sự tính tránh, quyết tránh, thái độ cố quyết tránh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với tư. Điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say thì trong khi đó vẫn có xúc chiếu cố vô phóng dật. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ tương ưng trí, đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, tránh xa sự dễ vui uống rượu và dùng các chất say trong khi nào thì cách chừa, cách bỏ, cách dứt nghĩ, cách xa lì sự dễ vui uống rượu và các chất say, cách không làm, thái độ, không làm, chẳng vi phạm, chẳng phá đến vẫn hạn chế nguyên nhân của sự dễ vui uống rượu và các chất say như thế của bực xa lì dễ vui uống rượu và các chất say mới gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra tương ưng với sự tránh xa. Điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say trong khi có ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn mà ngăn ngừa sự dễ vui uống rượu và các chất say trong khi đó có sự tính ngăn ngừa cố ngăn ngừa, Thái độ có quyết ngăn ngừa. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. Điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, ngăn lì sự dễ vui uống rượu và các chất say trong khi đó thì xúc, chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chi ngũ giới theo tám tâm thiện dục giới. Phần thứ hai. Năm điều học. Là điều học tránh xa sự sát sanh. Là điều học tránh xa sự trộm cắp. Là điều học tránh xa sự tà dâm. Là điều học tránh xa sự vọng ngữ. Là điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí. Hoặc thành hạ trung thượng thành dục trưởng cần trưởng tâm trưởng thẩm trưởng thành dục trưởng hạ trung thượng thành cần trưởng hạ trung thượng thành tâm trưởng hạ trung thượng thành thẩm trưởng hạ trung thượng mà ngăn ngừa tránh xa sự sát sanh thì trong khi đó có cách ngăn sự ngừa chừa ra dứt bỏ xa lìa sự sát sanh không làm không phạm hạn chế nguyên nhân sự sát sanh của người tránh xa sự sát sanh như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa. Điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành thượng, trung, hạ. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, trung, thượng. Thành thẩm trưởng hạ, Trung, thượng để ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì sự cố quyết, tính tránh xa, quyết tránh xa, thái độ cố quyết tránh xa, vẫn có trong khi ấy, như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tính tránh xa, điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao? Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ, trung, thượng, thành dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng, thành dục trưởng hạ. Trung thượng thành cần trưởng hạ Trung thượng thành tâm trưởng hạ Trung thượng thành thẩm trưởng hạ Trung thượng mà ngăn lì sự sát sanh trong khi nào thì xúc chiếu cố vô phóng giật vẫn có trong khi ấy như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh điều học tránh xa sự sát sanh đó ra sao trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh hỷ thọ, 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 thọ bất tương ưng trí, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ tương ưng trí, đồng sanh xả thọ tương ưng trí hữu dẫn, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí, đồng sanh xả thọ bất tương ưng trí hữu dẫn, thành hạ, trung, thượng. Thành dục trưởng, tần trưởng, tâm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ, trung, thượng. Thành tâm trưởng hạ, Trung, thượng để ngăn ngừa sự sát sanh trong khi nào thì cách ngăn, sự ngừa, chừa bỏ, tránh xa, không làm, bất tác, không phạm, ngăn chận nguyên do của sự sát sanh bằng cách xa lìa sự sát sanh. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Còn những pháp ngoài ra hiệp với sự tránh xa, tất cả pháp ngoài ra tương ưng với sự cố quyết tính ngừa, thì xúc, chiếu cố, vô phóng dật vẫn có. Như thế gọi là điều học tránh xa sự sát sanh. Điều học tránh xa sự không cho mà lấy, điều học tránh xa sự tà dâm, điều học tránh xa sự vọng ngữ, điều học tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say đó ra sao. Trong khi nào tâm thiện dục giới đồng sanh hỷ thọ, tương ưng trí thành hạ trung thượng. Thành dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng. Thành dục trưởng hạ, trung, thượng. Thành cần trưởng hạ.